Để trải nghiệm chuyến bay được tối ưu, vui lòng đảm bảo máy bay của bạn được cập nhật firmware mới nhất. Bạn có thể cập nhật firmware thông qua ứng dụng DJI Fly hoặc máy tính sử dụng DJI Assistant 2. Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo mức pin hiện tại của bạn trên 20%. Để cập nhật firmware bằng ứng dụng DJI Fly, trước tiên hãy bật ứng dụng DJI Fly. Sau đó hãy bật máy bay và tay điều khiển và đảm bảo hai thiết bị đã được liên kết với nhau. Khi bộ điều khiển từ xa được kết nối với Internet, ứng dụng sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật firmware cho máy bay và bộ điều khiển từ xa. Khi xuất hiện thông báo cập nhật firmware, hãy chạm vào thông báo để vào màn hình cập nhật, sau đó chạm vào Update. Trong quá trình cập nhật, vui lòng không tắt nguồn hoặc thoát ứng dụng, máy bay sẽ tự động khởi động lại sau khi cập nhật xong. Bạn cũng có thể cập nhật firmware của máy bay và bộ điều khiển từ xa riêng biệt với DJI Assistant 2. Đầu tiên hãy bật máy bay, sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối máy bay với máy tính. Sau đó khởi chạy phần mềm DJI Assistant 2, nhấp vào góc trên cùng bên phải để đăng nhập vào tài khoản DJI của bạn. Sau đó hãy chọn vào máy bay đã được kết nối với phần mềm. Nhấp vào firmware update bên trái và đợi DJI Assistant 2 làm mới danh sách firmware. Chọn phiên bản firmware mới nhất và nhấp vào Start Update để bắt đầu cập nhật firmware. Trong quá trình cập nhật, vui lòng không tắt máy bay hoặc thoát khỏi phần mềm DJI Assistant 2 hoặc ngắt kết nối máy bay khỏi phần mềm. Máy bay sẽ tự động khởi động lại sau khi cập nhật xong. Sau đó hãy bật bộ điều khiển từ xa, kết nối nó với máy tính bằng cáp dữ liệu USB. Chọn thiết bị đã được kết nối và phiên bản firmware mới nhất để bắt đầu cập nhật. Trong quá trình cập nhật firmware, lưu ý không tắt nguồn tay điều khiển, thoát khỏi DJI Assistant 2 hoặc ngắt kết nối với bộ điều khiển từ xa khỏi phần mềm. Bộ điều khiển từ xa sẽ tự động khởi động lại sau khi cập nhật xong. Chúc các bạn thành công!